Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Hành Tâm. Chương 2132, 33, 34. Năm đó, mẫu thân Bách Lý Thu Nguyệt của Mã Siêu là một vị duy nhất tại gia tộc Bách Lý thức tỉnh huyết tổ yêu nghiệt của gia tộc Bách Lý. Chỉ là về sau này, khi bà ở thế tục cùng phụ thân Mã Siêu là Phùng Chí Viễn kết hợp, sau đó hạ sinh Mã Siêu. Bởi vì việc này, gia tộc Bách Lý tức giận, cưỡng ép đem Bách Lý Thu Nguyệt từ gia tộc Phùng Hoàng của thế tục trở về. Thậm chí bởi vì chuyện này, cường giả của gia tộc Bách Lý còn tại gia tộc Phùng Hoàng đại khai sát giới, giết chết một số cường giả của gia tộc Phùng Hoàng. Mà Bách Lý Thu Nguyệt sau khi bị mang về gia tộc Bách Lý cũng đang một mực bị nhốt. Mã Siêu được bao nhiêu tuổi thì Bách Lý Thu Nguyệt cũng đã bị nhốt bấy nhiêu năm. Bây giờ ở đây gặp lại người của gia tộc Bách Lý, có thể nghĩ được Mã Siêu là có bao nhiêu phẫn nộ. Bách Lý Huyền một mặt lạnh lùng nói ra: "Người chính là tên con hoang của tiện nhân kia sao? Người muốn chết?" Nghe được Bách Lý Huyền vũ nhục mẹ của mình, Mã Siêu lập tức nổi giận, khí tức võ đạo trên người anh trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn của siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Vừa cảm nhận được khí tức võ đạo Mã Siêu tăng vọt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến đờ đẫn. Dù sao anh chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, trước đó có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm bát cảnh đã đủ để người cảm thấy phi thường chấn kinh rồi, nhưng là bây giờ vậy mà lại bộc phát ra thực lực có thể so với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Chỉ thấy giữa hai lông mày của anh xuất hiện một cái ấn ký huyết hồng sắc, đây chính là ấn ký của huyết tổ Bách Lý. Bên trong hai mắt Mã Siêu một màu đỏ như máu, toàn thân đều là sát ý cường đại lan tràn ra, đôi mắt anh đỏ như máu, mười phần dữ tợn. Tần Y nhìn thấy trên thân Mã Siêu phát sinh biến hóa cũng là quá sợ hãi, vội vàng khuyên: "Anh điên rồi sao? Nhanh khống chế tâm tình của mình thật tốt. Nếu như anh xảy ra chuyện, vợ và hài tử của anh biết làm sao đây? Chẳng lẽ anh muốn trở thành một kẻ vô tâm, không để ý tới cảm nhận của vợ và hài tử của mình hay sao? Nhanh khống chế lại tâm tình của mình đi. Một khi anh mất khống chế thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó." Mã Siêu giống như là không nghe được lời nói của Tần Y, khí tức trên người vẫn đang tiếp tục bạo tăng. Chỉ là khoảng cách bước tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ vẫn còn đang kịch liệt bạo phát lớn vô cùng. Tống Thị hai huynh đệ càng là sốt ruột, bọn họ phi thường rõ ràng Mã Siêu trước đó không lâu mới vừa vặn thức tỉnh. Hiện tại sở dĩ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy hoàn toàn là do lực lượng bên trong thị huyết châu. Mã Siêu bộc phát ra thực lực càng mạnh đã nói lên phong ấn thị huyết châu khoảng cách triệt để bị phá vỡ càng là tới gần. Một khi phong ấn bị phá vỡ, Mã Siêu phải chăng còn có thể còn sống hay không đều là không ai biết. Tống Tả cũng lớn tiếng khuyên can: "Mã tiên sinh, cầu nhanh khống chế tốt mình đi. Dương tiên sinh vì trấn áp thị huyết châu trong cơ thể cậu đã phải trả cái giá rất lớn. Chẳng lẽ cậu muốn để cho Dương tiên sinh vì cậu mà trả giá hết thảy đều lãng phí hay sao?" Bởi vì Mã Siêu đang phải tiếp nhận cơn đau đớn vô cùng cường đại, mặt mũi anh tràn đầy đều là vặn vẹo, khổ sở, giống như là không nghe được thanh âm từ ngoại giới. Khí tức trên người anh còn đang không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh, thất khiếu của anh cũng bắt đầu rỉ máu, da trên người cũng liên tiếp rạn nứt, dáng vẻ máu me khắp người, nhìn phi thường thảm thiết. Bách Lý Huyền lại không chút nào để ý tới biến hóa trên người Mã Siêu, chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn xem, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn là cường giả siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, Mã Siêu chẳng qua chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, coi như thực sự có thể bộc phát ra thực lực có thể so với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, sợ là cũng phải bạo thể nổ tung mà chết à. Tống Tả lớn tiếng rống lên: "Mã tiên sinh, không nên à." Vừa đúng lúc này,
một thân ảnh trẻ tuổi như là ma mị xuất hiện tại bên người Mã Siêu. Chỉ nhìn thấy thân ảnh này, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, năm ngón tay xòe ra, bỗng nhiên chụp tại trên đỉnh đầu Mã Siêu, quát to: "Trấn áp cho ta!" Theo sau tiếng rống to này, khí tức khủng bố từ trên thân Mã Siêu phóng thích mà ra, đang dần dần tiêu tán. Ở đây mỗi người đều ngẩn người ngay tại chỗ. Khí tức đang một mực tăng vọt trên thân Mã Siêu liền biến mất như thế sao? Vẻ lạnh lùng trên mặt Bách Lý Huyền kia cuối cùng cũng có một tia biến hóa. "Dương tiên sinh!" Tống thị hai huynh đệ khi vừa nhìn thấy Dương Thanh một khắc này lập tức kêu lớn lên, mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Chỉ là Dương Thanh lúc này không có thời gian để ý tới bọn họ. Bàn tay của anh vẫn như cũ bao trùm tại trên đầu Mã Siêu, còn đang trấn áp lực lượng cuồn cuộn bên trong thể nội Mã Siêu. Khí tức trên người Mã Siêu cũng ngay tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Chỉ là phong ấn thị huyết châu đã bị Mã Siêu xé mở một lỗ hổng rất lớn. Muốn phong ấn một lần nữa, Dương Thanh căn bản là không thể làm được. Có thể phong ấn lực lượng thị huyết châu liền nhất định phải là loại cường giả biết phong ấn thuật. Hơn nữa, cường giả này còn cần phải có cảnh giới võ đạo rất cao. Bây giờ Dương Thanh cũng chỉ có thể lấy bạo, chế bạo, dùng lực lượng của mình đến trấn áp lực lượng bên trong thị huyết châu. Tức là thực lực của Dương Thanh bây giờ rất mạnh. Nếu không phải như vậy, anh thật đúng là không có cách nào trấn áp lực lượng thị huyết châu. Từ bỏ chống lại đi. Khi Dương Thanh cảm nhận được Mã Siêu muốn phản kháng, anh vội vàng hét lên. Vừa nghe được thanh âm của Dương Thanh, Mã Siêu giống như là bị thức tỉnh, cũng ý thức được mình kém chút liền đem phong ấn thị huyết châu triệt để xé mở. Anh không để ý tới suy nghĩ gì nhiều, vội vàng áp chế thực lực của mình. Chỉ là lực lượng bên trong thị huyết châu quá mức cường bạo. Cho dù đã bị Dương Thanh trấn áp rất nhiều, nhưng cái đạo lực lượng này vẫn như cũ phi thường bá đạo. Cho dù là Dương Thanh bây giờ cũng phải hao tổn, bỏ ra rất nhiều sức lực mới có khả năng trấn áp. Tần Y đứng cách đó không xa, một mặt quyến luyến mà nhìn xem Dương Thanh. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười rất đẹp mắt, lập tức lặng yên không một tiếng động rời đi. Lực chú ý của mọi người bây giờ đều dồn tại trên thân Dương Thanh. Tần Y rời đi cũng không có một ai phát hiện. Bạch Lý Huyền sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì chuyến đi tới Yến Đô lần này, hắn vốn là vì giết Dương Thanh mà đến. Thế nhưng là bây giờ lại phát hiện thực lực của Dương Thanh thế mà cường đại như thế này. Cho dù cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thế nhưng lại từ trên thân Dương Thanh, hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn. Áp lực này cũng không phải là bởi vì cảnh giới Dương Thanh mạnh hơn hắn, mà là loại uy áp đến từ huyết thống. Chỉ có sự áp chế của huyết thống, võ giả mới có thể vượt qua ranh giới cảnh giới thật của mình, lấy yếu, trấn mạnh. Hắn tự hỏi, nếu như là hắn đến trấn áp cổ lực lượng kia trong cơ thể của Mã Siêu, hắn căn bản là làm không được. Cũng không phải là thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là trong người Mã Siêu mang huyết tổ Bách Lý, là huyết mạch Bách Lý thuần khiết nhất của gia tộc Bách Lý. Bách Lý Huyền hắn chẳng qua chỉ là có được huyết mạch của gia tộc Bách Lý mà thôi. Sức mạnh huyết thống của hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Nhưng Dương Thanh lại có thể trấn áp huyết tổ Bách Lý trong cơ thể Mã Siêu. Điều này nói rõ uy lực của huyết mạch Dương Thanh mạnh hơn so với huyết tổ Bách Lý. Nói một cách khác, gia tộc của Dương Thanh cũng so với gia tộc Bách Lý càng thêm cường đại hơn. Vừa nghĩ tới đây, ý định muốn giết Dương Thanh của Bách Lý Huyền bỗng nhiên dao động. Thiên phú võ đạo yêu nghiệt như thế, lại là người có huyết thống mạnh hơn rất nhiều. So với huyết thống của Bách Lý, loại võ đạo thiên tài này sẽ không có người hộ đạo hay sao? Người hộ đạo này vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối.
Dương Thanh có thực lực cường đại như thế, nếu như anh có người hộ đạo thì thực lực của vị hộ đạo này cũng nhất được phi thường cường đại. Mà Bách Lý Huyền cũng không hề cảm nhận được nguồn khí tức võ đạo mạnh hơn ở chung quanh. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất, Dương Thanh thực ra cũng không có người hộ đạo, cho nên Bách Lý Huyền không cách nào cảm nhận được khí tức võ đạo mạnh hơn. Loại khả năng thứ hai thì người hộ đạo của Dương Thanh thực lực cực mạnh, vượt xa Bách Lý Huyền hắn, cho nên Bách Lý Huyền hắn không cách nào cảm ứng được. Chỉ là Bách Lý Huyền thực lực đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, liền xem như cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hắn cũng có thể cảm ứng được. Nếu như người hộ đạo của Dương Thanh thực sự đang ẩn thân gần đâu đây, nhưng hắn lại không có cách nào cảm thấy được. Điều này nói rõ người hộ đạo của Dương Thanh thực lực có thể đã mạnh hơn cảnh giới thiên cảnh. Vừa nghĩ đến cảnh cường giả thiên cảnh, Bách Lý Huyền sắc mặt một trận trắng bệch. Để một vị cường giả thiên cảnh tới làm người hộ đạo, dạng gia thế này lại còn mạnh tới mức nào Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Còn như Dương Thanh, đến cùng có người hộ đạo hay không, hắn cũng không rõ ràng. Tại dưới sự nỗ lực của Dương Thanh, huyết sắc trong mắt Mã Siêu dần dần biến mất, lực lượng thị huyết châu cũng dần dần lắng xuống. Mà trên mặt Dương Thanh cũng nhiều hơn mấy phần vẻ mệt mỏi, nhưng là anh không có chút nào quan tâm, lấy ra đan dược mà Phùng Tiểu Uyển đã lưu lại cho anh để bổ sung tiêu hao, trực tiếp nuốt xuống. Bách Lý Huyền nhìn thấy liền một trận trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đan dược vừa rồi Dương Thanh phục dụng chính là bổ khí đan cường hãn nhất trong các loại bổ khí đan. Cho dù là tại gia tộc Bách Lý, liền 10 viên bổ khí đan đều không có, nhưng ngay tại vừa rồi Dương Thanh một hơi phục dụng tới 3 viên bổ khí đan. Phải biết rằng trong thế giới hiện đại ngày nay, luyện đan sư đã hoàn toàn biến mất. Đan dược cất giữ tại bên trong các gia tộc cổ võ cũng đều là đan dược được lưu lại từ thời cổ xưa, mỗi một viên đều có giá trị liên thành. Nếu nó được đặt trong nhà đấu giá của gia tộc cổ võ, bất kỳ một viên đan dược nào cũng đều có thể được đánh ra một cái giá trên trời. Mà Dương Thanh thân là một người thế tục, thời điểm ăn bổ khí đan tựa như là đang ăn một hạt đậu, có thể thấy được sự chấn kinh của Bách Lý Huyền đến mức độ nào. Hắn không biết là Dương Thanh tùy thân mang theo bổ khí đan lúc nào cũng có 10 viên. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ mà Phùng Tiểu Uyển lưu cho anh, còn có một bộ phận lớn đều để tại đỉnh Vân Phong, không có cách nào tùy thân mang theo toàn bộ, cho nên anh mới chỉ mang theo 10 viên mà thôi. Nếu để cho Bách Lý Huyền biết, sợ là hắn sẽ phải ngoác mồm mà kinh ngạc. Cường giả võ minh sau khi nhìn thấy Dương Thanh xuất hiện, từng người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Bọn họ biết rõ Dương Thanh đã giết được Kaitesi có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Bách Lý Huyền trước mắt này đến từ gia tộc Bách Lý, cũng là cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Dương Thanh đã có thể giết chết Kaitesi, như vậy nhất định anh cũng có thể giết chết Bách Lý Huyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Thanh vẫn còn đang trợ giúp Mã Siêu trấn áp lực lượng thị huyết châu. Bách Lý Huyền cũng một mực không có quấy rầy, nội tâm lại đang tràn đầy giãy giụa. Hắn biết gia tộc Bách Lý đã đánh giá thấp thực lực cùng bối cảnh của Dương Thanh một cách nghiêm trọng. Lấy thực lực triển hiện ra của Dương Thanh, căn bản liền không giống như một võ giả thế tục, không có bất kỳ bối cảnh gì. Đại nhân, kẻ này thực lực cực mạnh, sợ là chỉ có đại nhân ra tay mới có thể đem hắn trấn sát. Vừa lúc này có hai tên cường giả siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà Đinh Văn Trác mang tới từ trước đó. Một người trong đó nhìn về phía Bách Lý Huyền thấp giọng nói ra. Bách Lý Huyền cau mày nhưng cũng không có đáp lại. Thanh ca. Bỗng nhiên trong miệng Mã Siêu phát ra một thanh âm rất nhỏ, bên trong hai mắt đỏ bừng của anh
còn có những giọt nước mắt mừng vui. Có thể lần nữa nhìn thấy Dương Thanh thật quá tốt. Trên mặt Dương Thanh lộ ra một nụ cười ấm áp. Anh lập tức đem tay từ trên đầu Mã Siêu thu lại. Anh đã cố gắng hết sức, mặc dù không có thể đem lực lượng Thị Huyết Châu trấn áp hoàn toàn, nhưng cũng đã trấn áp phần lớn lực lượng bên trong Thị Huyết Châu. Lấy thực lực hôm nay của Mã Siêu, hoàn toàn có thể ứng phó được. Dương Thanh nhìn xem Mã Siêu, trầm giọng nói ra: "Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Anh biết em đối với gia tộc Bách Lý cừu hận rất sâu, anh cũng sẽ không ngăn cản em báo thù, nhưng là hiện tại còn chưa phải lúc đâu." Mã Siêu song quyền chăm chú siết chặt, mắt đỏ hoe nói ra: "Thanh ca, em biết thế, nhưng chỉ là khi nhìn thấy người của gia tộc Bách Lý, em liền không nhịn được muốn động thủ." Dương Thanh cũng hoàn toàn có thể hiểu được, giống như lúc trước anh còn chưa rõ ràng chân tướng, anh cũng đã từng rất căm hận gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc của Yến Đô. Chỉ là sau khi biết rõ chân tướng mới biết mình đã hận sai người. Dương Thanh vỗ vỗ bả vai Mã Siêu, mở miệng nói: "Chuyện kế tiếp cứ để cho anh xử lý, em cứ mau chóng khôi phục lại đi. Anh sợ là sau này không cách nào chăm sóc được cho em." Vừa nói xong, anh nhìn về phía Bách Lý Huyền. Một luồng khí tức võ đạo cường đại từ trong cơ thể anh lan tràn ra, hướng thẳng đến Bách Lý Huyền, uy áp ập tới. Dương Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Huyền, lạnh giọng nói: "Người của gia tộc Bách Lý liền thích ỷ mạnh mà khi dễ yếu như thế sao?" Hết. Tối nay ác sẽ ra. Ủa, mà bây giờ mọi người mà nghe tới tập này là hứa luôn cũng phải là tới 7-8 giờ. Thì giờ đó là ác bắt đầu đã cắm đầu dịch Phú Đại Gia và lên tiếp. Cao Thủ Dân Tu hình như hôm qua ra tới tập hôm nay, ác thấy ra được có chục chương à. Mà lúc nãy là chưa tập, lúc nãy là nó hết cả 5-6 chương rồi. Thôi để dồn đó, nếu tối khó thì gộp lại.